Đằng kia người ta tắm rồi kìa. Thấy không? Nan à? Thế Nan cho vịt ăn à? Nan cho vịt ăn mà. Nan ơi cho vịt ăn mà. Thế con ăn mà. Lêu lêu. Ở trong xe mình vẫn có nhá. Ừ, xe mình vẫn có. Nhiều thế cho vịt với cho con ăn gì nữa. Con no rồi. Con ăn trên lớp no rồi. Anh Đình có xuống vứt không? Anh Đình xuống đây vứt không? Đi xuống đây. Đây. Đấy, tay nó tắm ở đầu ấy kìa. Dạ. Em không biết chơi cái này. Có mà cho em chơi. Em nhắm khóa đây cháu. Thế con đi, cứ đi đi cho. Hello. Ừ con đi đi. Ich hab nur, den Schlüssel bei. Kann noch schnell da ja. Hey. Aber hier von der Herzauer Straße zählt die Schlüssel für mich nicht. Aber hat ja auch eine Hochlade. Oh, das ist ja. Oh. Oh, ja, ich hab gesucht. Ngồi đi, con ngồi lên. Gesehen. Con trèo lên đi. Ja, gut, das ist okay, alles klar. Ja.
Ơi. Ơi. Đi đâu ấy? Để em ăn con. Ừ, con chó đấy. Đúng rồi, bạn cùng lớp của China đấy. Tên bạn là gì? An Đinh. Con nói An Đinh ơi. An Đinh. Đấy. An Đinh cái sóc đâu nhỉ? Chị sóc đâu nhỉ? Chị sóc đấy, chị sóc. Chị sóc tên là Monica. Monica đâu? Monica đâu? Giao gì à? An Đinh là gì? An Đinh là súp pet. À, An Đinh là súp pet đấy. Là họ của An Đinh. Con là Monica Nguyễn. Con là họ Nguyễn. Bạn không được bẩn. À, kệ bạn bẩn nha. Mình đi chân không được bẩn đúng không? Đau rồi hả? Ai làm đau? Monica làm đau hả? À. Rồi, dắt em từ từ xuống thôi. Đây. Dắt em ra xuống đi. Đây, mẹ dắt tay em xuống. Đây. Kìa mẹ. Nếu hồ chứa nước, hồ có áo để mà ta gọi đùa nơi. Nghe cái gì đó? Nghe cái gì đó? Hát nghe cái gì? À, mẹ nhìn thấy rồi nha. Cô ta xeo rán. Không phải con nhìn nước đâu. Wow. Oh. Wow. Wow! Wow! Wow!
dán đâu. Con gì đấy? Đấy con dán đây mà. Con gì đấy? Đây là con dán đấy mà. Đây là bộ dán. Bộ dán. Hát ra phải. Kéo con đấy nó cắn nhá. Con đây có cắn mồm đâu. Mẹ bắt mẹ mẹ. Bình thường con, không sao hết. Không sao cả. Bắt mẹ mẹ ra một gì vậy? Đang chơi thôi, đang lượn chơi thôi. Đang chơi mẹ nó. Dạ. Con sao? Thích mà. Bắt mẹ mẹ cắn. Bắt mẹ mẹ sợ cắn. Con đi xe ba đó. Dạ. Con ba, con đi xe ba đó. Dạ. Hôm qua con này con đi xe ba mẹ mẹ. Con này giỡn, con tạo vào vi rác luôn. Kinh nhỉ? Ba mẹ sợ. Ừ, thế con uống sữa, đổ sữa kìa, nó nhiều. Đã ngọng mà hay nó nhiều. Nha đâu về đây. Rồi. Cho anh đi chụp ảnh với. Ok. Anh đi ra đây. Anh đi ra đây rồi. Không ăn được không phải đâu. Ăn được rồi. Mädchen, oder? Aus Südhause. Mhm. Ich hab. Nach Hause? Ja, okay. Und nach Hellersdorf mit Rot. Ah, okay. Bis mein Schatz. Bis später. Was? Nein. Das ist der Papa auch nicht mehr Schuss. Ông buồn đấy, Baba buồn đấy. Lại chít Baba đi. An Ninh lại chít Baba đi. Komm du mit meiner Haus. Lại thơm ba cái, lại thơm ba cái. Để cái mũ lên này. Để cái mũ lên đi. Để cái mũ lên đi. Đi chơi ở đây. Nào nào. Đây. Nè. Oh. Na cười lên kìa, na cười lên kìa. Đây. Chúc tóc kiểu mấy bác cháu nào. Nha, ba người nha. Ba
Anh Đình cười lên, anh Đình cười lên. Sắp cười đàng hoàng con ơi. Anh Đình đi rồi. Anh đi nhào. Anh đi không nhỉ? Đi, lại đây đi. Lại đi rồi, lại đi. Nhan ngồi lên hả? À. Đúng rồi, kem ngồi lên nhá. À đi chơi, đi chơi, đi chơi. Nhan muốn đi chơi. Cho người ta đi kìa, cho người ta đi kìa. Nào, hai nè. Kim chi nè. Kim chi. Nào, kim chi nè. An Đình. Đi luôn nào. Ôi, bạn đi đâu ấy? Để đấy không, đi ra ngoài kia bẩn. Đi hôm nay đi đi nữa. Mày đứng nào đi. Đi luôn nào. Đây, đây rồi, đây. Đi nào. Anh nào. Nào nào. Ôi, cái nha nè. Còn nha hát cái. Để bóc của em nha. Đây gì bóc thế nào? Úi dồi thế á? Bảy em bé kia đánh Nam một phát luôn. Dạ. Thế á? Úi dồi ôi kinh. Thế á hả? Anh Đinh. Anh Đinh cũng bị đánh hả? Có cú vậy, nó cú vậy. À. Em bé kia đánh Nam một phát. Nó nả luôn, xin lỗi nả. Ồ thế hả? Ghê nhỉ? Ừ. Nhà mình hả? Ừ. Na lớn sợ sợ na nhỏ hả? Ừ.
Ừ, đúng rồi. Tao xong rồi. Ừ, khoan ngon quá. Dạ. Rồi con mỏng ngô nữa con lấy đi. Chị cho chị ăn một miếng. Cho chị ăn nhá. Nè. Chị kéo con đấy thì cho chị ăn chứ. Đúng không? Ừ, phải cho sóc ăn nhá. Ừ, sóc ăn. Ừ, sóc đang ăn đấy. Các bạn đi kìa. Rồi con ăn đi, đi sóc hết xong lại lấy nhá. Sóc hết con lại cho chị nhá. Có cho chị ăn nữa không? Ờ, sao ăn nữa cho nhá. Dạ quá. Giỏi quá, sắp xong đồ ăn. Nhưng mà tôi nhớ đến là đến là mềm mà sao có nổi. Con ngồi được, con đi qua đường cái là mẹ đẩy con nhé. Được không?